Theo báo cáo cho biết là đồng bằng khu 5 và Tây Nguyên. Địa bàn phụ trách của 12 là Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia. Do đó, những cái sự vu khống đối với các đồng chí Trương Tấn Sang, Trương Vĩnh Trọng, Trương Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thắng, Võ Thị Thắng, Tư Lốt, Võ Văn Kiệt, tất cả đều có mặt tại khu vực 12, nhưng chỉ có 3 tay cục phó của 12 bị kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Còn Nguyễn Chí Vịnh Nguyên là cục phó, rồi cục trưởng cục 12 thì vô sự. Bản báo cáo viết tiếp, khi điều tra về những việc này, Đảng ủy Quân sự Trung ương đã cố ý bỏ qua tội phạm của Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh là người phụ trách cùng 12, lẽ ra phải chịu trách nhiệm vay với cái vai trò đồng phạm trong vụ T4. Phần thứ tư, báo cáo nhắc đến cái việc khi lên làm Tổng cục Phó Tổng cục 2 và được bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục 2, thì đồng chí Nguyễn Chí Vịnh đã tham gia vào các vụ vu khống chính trị khác. Một chứng cớ, sau một cuộc họp của bộ phận A10 để phối hợp kiểm tin giữa Tổng cục 2 và Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Nguyễn Chí Vịnh khi đó đã đòi đưa tin một cán bộ cao cấp làm tay sai cho địch vào bản tin. Lúc này, Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục Phó Tổng cục 2 và bị các đồng chí bên Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ bác bỏ vì không được kiểm chứng. Tới năm 2000, Tổng cục 2 vẫn còn tiếp tục đưa tin xấu vu khống chính trị đối với các đồng chí Võ Nguyên Giáp. Lúc này, một số đàn em của Nguyễn Chí Vịnh như Đặng Hiếu Hà, Nguyễn Văn Chất đã vào tù, thậm chí còn vu khống đồng chí Võ Việt Thành, Trung tướng nguyên Thứ trưởng Thường trực của Bộ Nội vụ, khi ấy là phái viên Chính phủ. Hàn Bộ trưởng đã chính thức báo cáo với cơ quan chức năng là Nguyễn Chí Vịnh đã đưa hình ảnh của đồng chí Lê Khả Phiêu và một số người mà Tổng cục 2 cho rằng liên quan đến cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA sau một cuộc họp hội nghị Trung ương lần thứ 12. Thứ nhất, báo cáo cho biết đồng chí Lê Văn Dũng dẫn Nguyễn Chí Vịnh vào thành phố Hồ Chí Minh để đến nhà đồng chí Võ Việt Thành đối chất và Vịnh đã trốn. Đồng chí Võ Việt Thành đã chỉ thẳng vào mặt đồng chí Vịnh và nói với đồng chí Lê Văn Dũng: anh Vịnh đã đưa tài liệu cho tôi tại chỗ này, anh đừng có trốn. Nhưng đồng chí Lê Văn Dũng đã bao che cho Nguyễn Chí Vịnh, không làm rõ cái vụ vừa kể. Báo cáo điều đó đứng về mặt nguyên tắc kiểm tra, khi hai bên nhìn và bị có ý kiến khác nhau thì phải lưu lại ý kiến chứ không thể nói là không có. Chính trong bản báo cáo của Nguyễn Chí Vịnh và Cục 15 Tổng cục Tình báo Quân đội đã tố cáo đồng chí Lê Khả Phiêu tháng 1 năm 2001 cho rằng có những vụ trong diện cán bộ cao cấp liên quan đến Mỹ. Tổng cục Tình báo Quân đội đề nghị Tổng bí thư Nông Đức Mạnh lập chuyên án, nhưng đồng chí Lê Khả Phiêu không làm. Các cái tấm ảnh có ghi đồng chí Lê Khả Phiêu liên quan đến CIA mà đồng chí Đỗ Mười đưa ra Bộ Chính trị trong kỳ họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 là do ai đưa cho đồng chí Đỗ Mười? Người đó không ai khác chính là Tổng cục 2 Tình báo Quân đội và đồng chí Nguyễn Chí Vịnh lúc này làm Tổng cục trưởng. Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh đã đưa cho đồng chí Đỗ Mười và chúng tôi, tức Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đã yêu cầu đồng chí Đỗ Mười thời điểm đó phải nói thật với Đảng vấn đề này. Tại hội nghị Trung ương 12 khóa 9, có những ý kiến cho rằng đối với vụ án T4 6 xứ, nếu như có những tình tiết mới thì Trung ương sẽ xem xét lại. Và những cái chứng cứ vừa kể là những tình tiết mới. Và khi đó đã có một số ý kiến yêu cầu Đại hội đại biểu toàn quân, Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội toàn quân, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương cần phải xem xét lại tư cách của Nguyễn Chí Vịnh tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quân và xem xét tư cách của Nguyễn Chí Vịnh trong việc giới thiệu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. Sau, Nguyễn Chí Vịnh vẫn được bao che và tiếp tục trở thành ủy viên Trung ương. Đó, thưa quý vị, đó là những tài liệu rò rỉ liên quan tới báo cáo của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương được cho là xuất hiện trước hội nghị Trung ương 12 khóa 12 trong cái việc loại bỏ ông Nguyễn Chí Vịnh không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Nguyễn Chí Vịnh là một lãnh đạo của Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo Quân đội đã bịa đặt dựng lên các cái vụ án chính trị có bí danh T4 hay 6 xứ. Và vụ án T4 là một vụ án mang Tổng cục 2 cũng như ông Nguyễn Chí Vịnh đã báo cáo Bộ Chính trị rằng
Họ đã cài một gián điệp của Việt Nam vào cơ quan tình báo CIA và điệp viên đó có bí danh là T4. Theo đó, T4 đã thông báo danh sách những người đang cộng tác với CIA, đã tiếp xúc với CIA và nhận lời làm việc cho CIA. Danh sách đó có hơn 20 người, trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, gồm những người thời điểm đó đang tại chức như Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Nam và cả bà Võ Thị Thắng. Thưa quý vị, về mục đích của họ thì quý vị đã biết, đó là họ muốn bồi nhọ những người đó để tạo điều kiện cho Tổng cục 2 cùng với ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười dưới sự chống lưng của Trung Quốc muốn làm một cái cuộc đảo chính, dựng lên một chính quyền mới hoàn toàn thân Trung Quốc, một bộ chính trị mới, một ban chấp hành trung ương, và tất cả đều là tài sản của Bắc Kinh mà thôi. Và đó là mưu đồ của cái vụ án T4. Và điều này đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu phải giải quyết một cách triệt để. Thưa quý vị, có những cái tài liệu mà nhà văn Đào Hiếu, một người thân của bà Võ Thị Thắng, mà theo quan hệ thì vợ của nhà văn Đào Hiếu là em ruột của luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, một người mà có nhiều bài phỏng vấn đối với KTV chúng tôi giới thiệu tới quý vị. Và ông Trần Quốc Thuận không ai khác chính là chồng của bà Võ Thị Thắng, một cái người nổi tiếng với nụ cười chiến thắng. Thưa quý vị, theo nhà văn Đào Hiếu cũng như ông Trần Quốc Thuận đã kể lại về cái cuộc đời đầy bi kịch của bà Võ Thị Thắng, một cái nữ đặc công của Sài Gòn trước đây, với một cái lời tuyên bố hùng hồn trước tòa án quân sự của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970 khi cho rằng cái bản án trung thân công dành cho tôi liệu ông có thể tồn tại đến lúc đó hay không. Trong một cái bài viết tìm lời giải về nội dung ghi lời sổ tang, Võ Thị Thắng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phần nào hé lộ về sự trà đạp đọa đầy của Tổng cục 2 đối với nữ anh hùng biệt động Sài Gòn Võ Thị Thắng, ủy viên Trung ương Đảng. Thưa quý vị, viết lời viếng trong sổ tang của bà Võ Thị Thắng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viết chị Võ Thị Thắng ra đi đã để lại trong lòng mọi người niềm thương tiếc vô hạn, sự khâm phục và lòng biết ơn đối với một nữ anh hùng kiên cường bất khuất trước quân thù. Nụ cười của chị Võ Thị Thắng là nụ cười của dân tộc, là nụ cười của chiến thắng. Thương tiếc chị Võ Thị Thắng, trong cái lời biếu trong sổ tang của bà Võ Thị Thắng, ông Trương Tấn Sang có viết một cái đoạn đáng chú ý, đó là thầy nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân, nhưng Võ Thị Thắng vẫn luôn luôn hiên ngang ngẩng cao đầu, sống vĩ đại, chết vinh quang. Điều đó đã khiến cho giới phân tích ngạc nhiên, vì người ta cho rằng nếu như không đọc những cái lời ghi trong sổ tang của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì dư luận xã hội không thể biết được những cái điều gì đã xảy ra đối với bà Võ Thị Thắng, mà phải sao đến lúc bà Võ Thị Thắng qua đời thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới lộ ra những cái uẩn khúc cay đắng mà bà Võ Thị Thắng gặp phải, chứ không phải là tổ chức đảng công bố. Từ đó nó dẫn tới những người cùng chung một cái thắc mắc, và họ tiến hành thu thập những cái thông tin trong cái sự việc liên quan tới cuộc đời của bà Võ Thị Thắng, một người đã bị một nhóm quyền lực định bắt trong cái vụ án gọi là T4, nhưng rất may đã được lực lượng an ninh Bộ Công an ngăn chặn. Theo một số nhân vật liên quan biết về cái vụ án này, đó là các ông Trần Đình Hoàng, Phan Diễn, Lê Minh Hương, Vũ Quốc Hùng, cho biết vụ án này là do bên an ninh làm và gọi là T4, nay còn liên ở văn phòng trung ương. Theo đó, nói đến vụ T4 thì ai cũng biết, câu chuyện thì rất dài, những người biết thông tin này cũng không nắm được cụ thể quá trình vụ án, mà chỉ nhớ có một số tình tiết trong báo cáo kết luận vụ T4 của Bộ Chính trị năm 2004 cụ thể. Phần nói về Võ Thị Thắng, báo cáo viết chị Võ Thị Thắng bị một nhóm người là Đỗ Ngọc Chất, cục trưởng, Nguyễn Quang Vinh, cán bộ cục 2 và một số cán bộ tổng cục 2 Bộ Quốc phòng theo dõi, và họ phát hiện chị Võ Thị Thắng có quan hệ với CIA. Và cái nhóm này có quan hệ mật thiết với ông Nguyễn Thái Nguyên, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, cùng vợ là Lê Thị Hiền, công tác tại Tổng cục Du lịch, cùng cơ quan với chị Võ Thị Thắng, đã cung cấp cho nhóm Đỗ Ngọc Chất nhiều thông tin quan hệ nghi vấn với CIA của Võ Thị Thắng.
nhóm Đỗ Ngọc Chất đã thu thập qua mạng lưới ở Mỹ và các cái tài liệu bí ngụy để lại về những thông tin về ông Trương Tấn Sang, là một người được cho là đã đầu hàng khi bị bắt và được CIA sử dụng, cùng với một cái đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hồng, là giám đốc một doanh nghiệp ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, về việc ông Trương Tấn Sang đòi cưỡng dâm bà không thành, nên ông Trương Tấn Sang đã lập biểu bắt bà Nguyễn Thị Thu Hồng bỏ tù trong thời gian ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, những cái thông tin trên đây đã được báo cáo đến Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội, và ông Vũ Chính đã soạn các tin báo cáo gửi cho một số lãnh đạo chủ chốt của Bộ Chính trị, lúc đó gọi là tin Tổng cục 2, lấy nguồn từ T4, mở ngoặc. Theo Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng thì T4 là đầu mối điệp viên của họ đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết không chỉ dừng lại ở báo cáo nguồn tin chị Võ Thị Thắng có quan hệ với CIA, nhóm Đỗ Ngọc Chất còn lập một cái kế hoạch bí mật bắt bà Nguyễn Thị Thắng để điều tra. Và kế hoạch này được bà Lê Thị Hiền, vợ của ông Nguyễn Thái Nguyên, biết và đã phát cho ông Thái Nguyên đang công tác ở nước ngoài về kế hoạch họ bí mật bắt bà Võ Thị Thắng. Theo đó, thông tin qua lại của vợ chồng ông Thái Nguyên bị Bộ Công an phát hiện và lập án điều tra. Kết quả là Bộ Công an đã báo cáo khẩn cấp với Bộ Chính trị những cái thông tin nhóm Đỗ Ngọc Chất, Nguyễn Quang Vinh thuộc Cục 2, Tổng cục 2 Tình báo Quân đội báo cáo về bà Võ Thị Thắng làm việc cho CIA là những cái tài liệu giả xuất phát từ động cơ cá nhân, mà vợ chồng Thái Nguyên lợi dụng nhóm Đỗ Ngọc Chất để thực hiện mưu đồ điệp viên mang bí số T4 không có thật. Nhóm Đỗ Ngọc Chất bịa đặt để làm thành tích báo cáo lên cấp trên. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, khi đó Bộ Chính trị đã chỉ đạo bắt vợ chồng Nguyễn Thanh Nguyên và nhóm Đỗ Ngọc Chất để điều tra. Vì vậy, kế hoạch họ bí mật bắt bà Võ Thị Thắng không thể thực hiện được, và bà Võ Thị Thắng đã được minh oan. Các cái nguồn tin cho biết thật ra bà Võ Thị Thắng là CIA, và bọn Đỗ Ngọc Chất định bắt bà Võ Thị Thắng cũng không mấy người được biết. Được biết vụ án này kết thúc năm 2004, Nguyễn Thái Nguyên và các cái đồng bọn Chất Vinh đã bị bản án tù nhiều năm. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề ghi sổ tang về bà Võ Thị Thắng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Khi Trương Tấn Sang cho rằng kẻ hiếm ác giấu mặt đối xử bất nhân với chị, phải chăng có phải ông Trương Tấn Sang muốn ám chỉ tới nhóm Đỗ Ngọc Chất và Thái Nguyên hay không? Nếu căn cứ vào thông tin thu thập được, theo báo cáo cho biết, thì bọn Đỗ Ngọc Chất tình báo quân đội là một cái bọn hiểm ác, bịa đặt nói không thành có, bịa đặt tội phản quốc với một ủy viên trung ương. Như bà Võ Thị Thắng được cho là một cái loại tội ác tài trời, chứ không phải là một cái sự hiểm ác. Việc Bộ Chính trị quyết định điều tra khẩn cấp và xử lý với những cái bản án từ nhiều năm được đánh giá là thích đáng. Tuy nhiên, trong báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Tổng cục Tình báo Quân đội khi đó phải chấn chỉnh để không bao giờ trong quân đội xảy ra các cái tình trạng như vậy. Thưa quý vị, tuy nhiên dư luận chung vẫn không thỏa mãn về kết luận những cái đối tượng thuộc Tổng cục 2 có mưu đồ hại bà Võ Thị Thắng, mà một cái nhân vật mà ông Trương Tấn Sang gọi là cái nhân vật hiểm ác giấu mặt đối xử bất nhân đó là ai? Chắc chắn không phải cái bọn Đỗ Ngọc Chất, mà là lãnh đạo của Đỗ Ngọc Chất, không ai khác chính là tướng Vũ Chính và Nguyễn Chí Vinh trong tư cách con rể. Theo đó, trong đời sống chính trị ở Việt Nam, việc đánh giá cán bộ, sắp xếp cán bộ, kỷ luật cán bộ phải do Ban Bí thư Trung ương, Bộ Chính trị. Trong khi bà Võ Thị Thắng là một ủy viên Trung ương Đảng thì không thể chỉ Ban Tổ chức Trung ương hoặc một cá nhân nào đó có thể quyết định, mà phải tuân theo nguyên tắc kỷ luật Đảng. Trong khi ông Trương Tấn Sang là ủy viên Bộ Chính trị nhiều khóa, không tham gia việc sắp xếp bố trí bổ nhiệm cán bộ, không thể không tham gia việc sắp xếp bà Võ Thị Thắng trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, và ông Trương Tấn Sang chắc chắn quá hiểu những cái điều vừa kể. Và nếu có gì oan ích với bà Võ Thị Thắng, tại sao ông Trương Tấn Sang không có ý kiến này đối với Bộ Chính trị để bố trí công tác cho bà Võ Thị Thắng, mà để đến khi bà Võ Thị Thắng qua đời, lúc đó ông Trương Tấn Sang mới tiết lộ những cái điều làm cho dư luận sửng sốt, và người ta cho rằng ông Trương Tấn Sang vẫn áy náy, không dám chỉ ra một cái cá nhân nào đó
là người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy đảng và nhà nước đang kìm hãm sự phát triển. Đối với ông Trần Tân Sang, theo đó có thể là nguồn tin của cái lực lượng nhân viên của Tổng cục 2, Đỗ Ngọc Chất và tình báo quân đội báo cáo Chủ tịch Trần Tân Sang về việc họ nghi ngấn. Họ có các tài liệu cho thấy Chủ tịch nước Trần Tân Sang cũng làm việc cho tình báo CIA, đặc biệt trong thời gian hoạt động ở Sài Gòn. Ông Trần Tân Sang bị bắt và đã khai báo và chấp nhận làm việc cho CIA. Vậy mà tại sao Bộ Chính trị nhận được báo cáo từ Tổng cục 2 mà không có cái kết luận cụ thể về vấn đề này? Và điều đó giới phân tích cho rằng nó thực sự làm cái điều vô lý. Khi bảo Trần Tân Sang lúc đó là ủy viên Bộ Chính trị, trước đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù Trần Tân Sang bị kỷ luật cảnh cáo về đảng liên quan tới vụ án Nam Cam, nhưng rõ ràng ông Trần Tân Sang là một người đứng đầu nhà nước. Vậy mà tại sao không làm sáng tỏ về những cái báo cáo của Tổng cục 2 và Nguyễn Chí Vịnh? Thưa quý vị, qua dư luận câu chuyện của bà Võ Thị Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, người ta không hiểu tại sao ông Trương Tấn Sang viết ra những cái điều tiết lộ bí mật đó với mục đích gì? Tại sao ông Trương Tấn Sang là một cái lãnh đạo người đứng đầu nhà nước mà phải nói sau lưng trong một cái sổ tang gia của gia đình bà Võ Thị Thắng mà không dám lên tiếng thẳng với Bộ Chính trị? Phải chăng ông Trương Tấn Sang đã đánh mất uy tín của cá nhân? Trương Tấn Sang đã thể hiện là một kẻ hèn trong những thằng hèn nhất. Xong có những người thân cận với ông Trương Tấn Sang cho biết những điều mà ông Trương Tấn Sang ghi trong sổ tang có lẽ chỉ có một mình bà Võ Thị Thắng và chồng bà là luật sư Trần Quốc Thuận mới vừa lòng, và chưa chắc bà Võ Thị Thắng nếu còn sống đã đồng ý với cái nhận xét của ông Trương Tấn Sang. Còn đối với mọi người dân thì cái sự kiện, những cái lưu bút của ông Trương Tấn Sang nếu so với những phát biểu của Trương Tấn Sang trước đây trong cái công cuộc chống tham nhũng, đặc biệt trong cuộc đối đầu với ông Bà Dũng, điều đó cho thấy Trương Tấn Sang là một kẻ hèn nhát, chỉ dám nói sau lưng. Và Trương Tấn Sang đã lộ nguyên hình là một kẻ chuyên thọc gậy đánh xe. Người ta cho rằng ông Trương Tấn Sang sinh ra làm chính trị với cái mục tiêu duy nhất là gây mất đoàn kết, ly gián nội bộ. Chưa hết, những cái dòng lưu bút của ông Trương Tấn Sang ghi trong sổ tang nó chắc chắn sẽ làm tổn hại đến lợi ích của nhiều uy tín của Bộ Chính trị, đồng thời nó phản ánh nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối xử với nhau theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, chứa nhiều ẩn khúc. Vậy người ta đặt một cái câu hỏi rằng Chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang khi đó và các đồng chí của ông có đáng để mọi người ủng hộ hay không, khi trong nội bộ các ông thời nào cũng có kẻ hiểm ác giấu mặt đối xử bất nhân. Nhưng Trương Tấn Sang viết trong cái dòng lưu bút trong sổ tang của bà Võ Thị Thắng. Thưa quý vị, cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức ông Tư Sang, trước và sau luôn luôn vẫn cứ như quý vị đã thấy. Để quý vị hiểu rõ hơn về bà Võ Thị Thắng, một cái nhân vật lịch sử của Việt Nam, nhà văn Đào Hiếu trong một câu chuyện có tựa đề Võ Thị Thắng có một nụ cười khác, chúng tôi giới thiệu để quý vị hiểu rõ hơn về cuộc đời cũng như những cái ẩn khuất mà cuối đời bà Võ Thị Thắng phải đón nhận. Theo nhà văn Đào Hiếu, 8 giờ 15 phút sáng ngày 28 ngày 22 tháng 8 năm 2014, bà Võ Thị Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đã từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian bị bệnh nan y. Theo nhà văn Đào Hiếu, với tư cách là người nhà của chị Thắng, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị Thắng kể lại cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi cần phải nhắc lại đó là nhà văn Đào Hiếu có em gái là một người thân của bà Võ Thị Thắng, với cái quan hệ cụ thể là vợ nhà văn Đào Hiếu là em ruột của luật sư Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Ông Trần Quốc Thuận là chồng của bà Võ Thị Thắng. Đó, chúng tôi nhắc lại để quý vị hiểu cái mối quan hệ, để tiện trong cái việc theo dõi cái câu chuyện của nhà văn Đào Hiếu. Theo nhà văn Đào Hiếu, trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị Võ Thị Thắng vì hai người
Tôi và chị Thắng ở hai đơn vị khác nhau, nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau. Chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần. Theo nhà văn Đào Hiếu, trong một chuyến về quê chồng ở Bình Định để tảo mộ gia đình chị Thắng và tôi, tôi và chị Võ Thị Thắng cùng đi trên một chuyến xe 16 chỗ của ngành du lịch bố trí. Theo đó, suốt hai ngày đường chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi, và đó là dịp mà chị Võ Thị Thắng đã kể lại cho tôi nghe những biến cố đầy kịch tính mà chị Võ Thị Thắng đã phải trải qua trong suốt thời gian làm tổng cục trưởng tổng cục du lịch. Theo đó, những cái biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, và nó sẽ ly kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị Võ Thị Thắng cho biết chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi, dù chị Thắng biết tôi là một nhà văn, trong khi tài liệu chị Thắng lưu trữ có rất nhiều. Theo nhà văn Đào Hiếu, lúc ấy tôi đang nghĩ rằng có một ngày nào đó những tài liệu của chị Võ Thị Thắng sẽ được công bố, hoặc là dưới dạng một cuốn sách, hoặc là những cái tài liệu khác, nhưng bây giờ thì không thể làm được, vì làm ra là chết ngay. Mà theo nhà văn Đào Hiếu, bây giờ chỉ có ký họa, chỉ bằng vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay ngực của ngọc trên các biển Quy Nhơn, bằng hòn than vẽ trên bức tường cũ, phát thảo lại bi kịch của một người đàn bà có tên là Võ Thị Thắng, một người có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuối đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Lâm đã nghĩ làm được câu chuyện tuyên bố để đời, rồi cuối cùng chiếc ghế tổng cục trưởng tổng cục du lịch mà người ta trao cho chị Võ Thị Thắng cũng bị đặt trên 400.000 mổ trận, làm bằng những cái lòng đố kỵ, bằng thủ đoạn cá nhân, bằng những cái mưu mà trước quỷ của các lãnh đạo trong đảng. Theo nhà văn Đào Hiếu, người con gái anh hùng ngày xưa chợt biến thành một nhân viên CIA của Mỹ với một cái tập hồ sơ dày cộp. Đó là những ngày cuối năm 1996, nhiều nhân vật có tình cảm với chị Võ Thị Thắng trong bộ chính trị đều rất bàng hoàng. Tại sao lại để con trạch leo lên đẻ trên ngọn đà? Vậy mà người ta vẫn có những tài liệu chứng minh có một con trạch như vậy. Và nhiều kế hoạch ám sát chị Võ Thị Thắng đã được nghĩ đến. Thậm chí người ta sẽ xông thẳng vào trong kỳ họp quốc hội để bắt nóng Võ Thị Thắng, hay là họ tìm cái biện pháp bắn tỉa và sẽ bắn ở đâu. Theo nhà văn Đào Hiếu, năm 1999, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng được Mỹ mời sang dự hội nghị về du lịch. Theo tác giả, ok, sao không cho người ta bắn tỉa trên sân bay Los Angeles? Ngay khi đối tượng tức Võ Thị Thắng bước ra cổng phi trường, là gửi luôn một viên đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết bà Võ Thị Thắng để diệt khẩu. Chuyện đó thật gọn và nhẹ. Theo tất cả, kế hoạch lập tức được triển khai. Một anh chàng chim bồng 007 mũi tẹt da vàng được chọn trong đám thân tín tại Mỹ để thực hiện kỳ vụ mưu sát này. Tuy nhiên, bà Thắng không hề hay biết gì về cái âm mưu người ta định ám sát bà Võ Thị Thắng tại Hoa Kỳ. Mấy hôm sau, bà Võ Thị Thắng lại nhận được giấy mời của ngành du lịch Trung Quốc, và một cách ngẫu nhiên bà Võ Thị Thắng đã chọn đi Trung Quốc chứ không đi Mỹ. Đó là vì sao? Tay súng tham gia vụ ám sát bà Võ Thị Thắng ở sân bay Los Angeles đã phải ngồi ngáp rồi. Theo nhà văn Đài Hiếu, không giết được CIA Võ Thị Thắng ở Los Angeles thì Tổng cục 2 nghĩ tới chuyện sẽ bắt cóc bà Võ Thị Thắng tại sân bay Nội Bài khi bà Thắng trở về Việt Nam sau chuyến thăm Trung Quốc, và lập tức một phương án mới được triển khai ngay. Khi máy bay đáp xuống, xe con của tổng cục du lịch sẽ đến đón xếp Võ Thị Thắng, thì sẽ có một xe 10 chỗ chờ tới ép nó vào lề chặn đầu, khống chế tài xế bắt cóc bà Võ Thị Thắng, tổng cục trưởng tổng cục du lịch chạy ra khỏi phi trường, mang thẳng về nơi giam giữ của tổng cục 2. Và một cái kịch bản y như vậy, nhưng khi những cái kẻ bắt cóc mở chiếc xe con của tổng cục du lịch thì chỉ nhìn thấy bác tài xế đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Nhân viên tổng cục 2 hỏi: bà Thắng đâu? Tài xế nói: xe khác đến đón rồi. Sự thực chẳng có chiếc xe khác nào cả, chỉ có phép lạ của Phật Bà Quan Âm mà thôi. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát đã làm cho chiếc vali của bà Võ Thị Thắng bị lạc trong cái khu vực gửi hành lý. Chuyện là khi bà Thắng
tức Võ Thị Thắng xuống máy bay nhưng không tìm thấy hành lý. Bà Thắng đã phải đứng chờ ở cái vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, tài xế riêng của bà Võ Thị Thắng đến đón gọi điện thoại nhưng bà Thắng thì tắt máy. Khi đó, người tài xế của bà Võ Thị Thắng tưởng rằng sếp mình đã có người nhà đến đón nên chạy xe không về. Và chính người tài xế này chạy xe không đã bị những cái kẻ bắt cóc hóa các nhân viên của tổng cục 2 ép vô lề đường. Và cuối cùng, bà Thắng tìm được hành lý thì lúc đó quá muộn và bà Thắng đã gọi taxi để về nhà. Chưa hết, thưa quý vị, theo nhà văn Đào Hiếu, bà Võ Thị Thắng, tổng cục trưởng tổng cục du lịch đã nghĩ đến cái chết. Theo đó, nhiều người trong bộ chính trị không tin vào những cái hồ sơ ngụy tạo, nhưng người ta cũng không dám lên tiếng bác bỏ. Đó là lý do vì sao bà Võ Thị Thắng, ủy viên trung ương đảng, tổng cục trưởng tổng cục du lịch, trở thành một con người cô độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt, đó là một ân nhân của bà Võ Thị Thắng cho đến giờ này. Khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của Nguyễn Chí Vịnh ở tổng cục 2 bị bộ công an bắt, tòa án xét xử, và khi bà Võ Thị Thắng đã nghỉ hưu, thì bà Võ Thị Thắng không hề biết người đó là ai. Theo nhà văn Đào Hiếu, trong những cái lúc ngậm ngùi nhất, có người đã gọi điện cho bà Thắng từ một trạm điện thoại công cộng và báo rằng hiện nay tổng cục 2 đang có một cái âm mưu như thế, rằng sự việc sẽ diễn ra như thế. Xong, những cái điều vừa kể nó không chỉ là những cái an ủi nhất thời. Theo nhà văn Đào Hiếu, nhiều lần người ta cứu thoát bà Võ Thị Thắng thoát chết, nhưng tại sao bà Võ Thị Thắng lại phải lâm vào một cái tình trạng bi đát như vậy? Tại sao bà Võ Thị Thắng, một ủy viên trung ương đảng, lại phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp của đảng, ủy viên trung ương, tổng cục trưởng tổng cục du lịch lại phải sợ một thứ quyền lực đèn nào đấy ở trong bộ quốc phòng? Và đó là lý do đã có những lúc bà Võ Thị Thắng đã nghĩ tới cái chết. Bà Võ Thị Thắng đã nhiều lần cầm trong tay một cái sợi dây thòng lọng, nhưng cuối cùng rất may, bà Võ Thị Thắng đã cuộn nó lại giấu ở trong túi sách. Và nhiều đêm bà Võ Thị Thắng đã mất ngủ, bà Võ Thị Thắng đã khóc trong căn phòng của mình, trong lúc nhìn chồng nhìn con, nhìn những bức ảnh nổi tiếng của mình, bức ảnh bà Võ Thị Thắng đứng trước tòa án quân sự Sài Gòn giữa hai người quân cảnh đeo kính đen, bà Võ Thị Thắng với cái miệng cười của mình. Và đêm ấy bà Võ Thị Thắng nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, bởi vì giờ đây bà Võ Thị Thắng không được đứng trước một tòa án để mà cười, mà bà Võ Thị Thắng đang đứng trước những cái thế lực vô hình của lực lượng tình báo quân đội. Có nghĩa là bà Võ Thị Thắng liên tục bị người ta rình rập, thậm chí người ta tìm cách truy sát bà Võ Thị Thắng. Theo nhà văn Đào Hiếu, ngày xưa chị Võ Thị Thắng nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn chúng nó bằng một khẩu súng ngắn rì xét. Nhưng bà Thắng lúc đó ở thế chủ động, bà Thắng là người thợ săn, còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì hoàn toàn khác, bà Võ Thị Thắng không biết kẻ thù đang đứng ở chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Và bây giờ bà Võ Thị Thắng có một khẩu K-59 mới tinh, nhưng nếu bà Thắng bắn vào đâu, bắn vào bóng tối hay bắn vào hư vô, thưa quý vị, không ai trả lời những cái câu hỏi ấy. Và điều đó đã làm cho bà Võ Thị Thắng tuyệt vọng. Và đó là lý do bà Võ Thị Thắng đã nghĩ đến phải treo sợi dây thòng lọng vào đâu, trên xà nhà, trước cửa hay trên một cành cây. Xong bà Võ Thị Thắng đã nghĩ rằng không thể chết một cách tầm thường được, phải biến nó thành một lời cảnh tỉnh, một cáo trạng. Và có lẽ chỗ tốt nhất là hội trường văn phòng trung ương đảng. Và lập tức bà Võ Thị Thắng đã quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp. Theo nhà văn Đào Hiếu, thính phòng hôm đó im phăng phắc, sân khấu mờ ảo, những dây ghế quen thuộc đang lặng thinh nín thở chờ xem bà Võ Thị Thắng, một người phụ nữ quen mặt này, sẽ làm gì. Khi đó bà Võ Thị Thắng đã bước lên sân khấu, ngước nhìn những phong màn, những dàn đèn và những sợi dây kéo. Sau đó bà Võ Thị Thắng đi một vòng chậm rãi thầm lặng, rồi bà Võ Thị Thắng bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà bà Võ Thị Thắng thường ngồi trong các phiên họp của ban chấp hành trung ương. Chiếc ghế ôm bà Võ Thị Thắng vào lòng của nó, lúc ấy nó cũng mềm mại ấm áp như ngày nào. Bà Võ Thị Thắng khi đó đã ngửa cổ tựa đầu vào lưng ghế và khóc. Thưa quý vị, theo nhà văn Đào Hiếu,
Dường như khi ấy, chị Võ Thị Thắng có thể đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Lúc đó, bà Võ Thị Thắng mở túi sách, và chiếc điện thoại màu bóp đồ đang sáng lên dưới những cuộn dây thòng lọng. Đó lại là một cuộc gọi của người vô danh, một cái nhân dân, một ân nhân giấu mặt của bà Võ Thị Thắng. Bà Võ Thị Thắng nhận ra giọng nói quen thuộc, giọng nói nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước bà Võ Thị Thắng đã cố nghĩ xem đó là giọng nói của ai, nhưng không thể biết được. Nhưng bà Võ Thị Thắng chỉ biết chắc người đó gọi cho bà theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ Chính trị. Và lần này giọng ấy lại nói với chị một câu đơn giản: Bộ Công an bắt hết chúng nó rồi, xin chúc mừng chị. Khi đó, theo nhà văn Đào Hiếu, bà Võ Thị Thắng đã lặng người đi, hội trường như sáng lên. Khi đó, bà Võ Thị Thắng đã thọc tay vào cái túi sách của mình, nắm chặt sợi dây thòng lọng. Và sau đó, bà Võ Thị Thắng đã thấm nước mắt bằng chiếc khăn đặt của du kích miền Nam mà bà Thắng đã chuẩn bị sẵn mang theo trong túi sách. Bà Võ Thị Thắng nhìn lên sân khấu và cười. Và nhà văn Đào Hiếu cho rằng tiếp thay, khi phóng viên nhiếp ảnh người Nhật Bản năm nào đó đã chụp bức ảnh nụ cười chiến thắng không có mặt để ghi lại nụ cười ấy, nụ cười của Võ Thị Thắng ngày hôm nay nó vẫn đẹp. Và nếu được công bố đầy đủ những tình huống đăng cay, thì nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở cái hội trường Trung ương Đảng, theo nhà văn Đào Hiếu, nó sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi nó còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước. Những cái nụ cười lịch sử của một người phụ nữ anh hùng có tên là Võ Thị Thắng. Thưa quý vị, nói tóm lại, vụ án Tổng cục 2 và Nguyễn Chí Vịnh với những cái sai phạm ghê gớm mà người ta gọi dưới danh nghĩa là một cái vụ án siêu nghiêm trọng chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ. Còn cái vấn đề người ta có xử lý Nguyễn Chí Vịnh hay không, nó làm cái vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng nếu như quý vị hiểu rằng, kể từ năm 2009, trong Bộ Chính trị khi đó, cụ thể là Bộ Chính trị khóa 10 đã có những ý kiến cho rằng cần phải loại bỏ ngay Nguyễn Chí Vịnh. Đó là lý do người ta đã tìm cách mang một miếng mồi thơm ngon, đó là chiếc ghế Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, để trao cho Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh đã trở thành một trung tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và Nguyễn Chí Vịnh không hiểu rằng đó là một cái bẫy người ta muốn tách Nguyễn Chí Vịnh ra khỏi Tổng cục 2 quân đội, một cái cơ quan siêu quyền lực. Mà như quý vị đã biết, Tổng cục 2 xuất xứ ban đầu chỉ là Cục Tình báo quân đội, Cục 2, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Vậy mà Lê Đức Anh, Lương Đức Mạnh, Đỗ Mười đã tiến hành nâng cấp trở thành một Tổng cục 2, tách ra khỏi Bộ Tổng tham mưu và là một cái cơ quan siêu quyền lực ngang bằng với Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và với cái sự dung túng của Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Lương Đức Mạnh, Nguyễn Chí Vịnh, con rể của Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Đặng Vũ Chính trước kia, đã làm mờ làm rõ, thậm chí Nguyễn Chí Vịnh không nể nang những lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam hay các tướng lĩnh quân đội là những người cùng trang lứa với cha của Nguyễn Chí Vịnh là Nguyễn Chí Thanh. Mà Nguyễn Chí Vịnh đã tổ chức tạo dựng những cái hồ sơ các vụ án giả với mục đích phục vụ cho Lê Đức Anh trong một cái cuộc chiến được cho là đánh vào các cái đối thủ chính trị, cụ thể là các cái nhân vật được cho là ngăn cản quyền lực của Lê Đức Anh, một cái nhân vật thân cận với Trung Quốc. Và thưa quý vị, người chồng bạn cùng của Nguyễn Thị Sứ, tức Giáo Sứ, đã cho biết bà Nguyễn Thị Sứ đi đâu hay liên lạc đều thông qua một số người Hoa ở cùng phố, và chắc chắn những cái đại diện đó phải là nhân viên của Tình báo Hoa Nam. Và rõ ràng có một mối liên hệ giữa Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo quân đội và cơ quan Tình báo Hoa Nam là một cái điều chắc chắn. Và tất cả những cái vụ án liên quan tới cái scandal của Tổng cục 2 và tới Nguyễn Chí Vịnh chắc chắn theo một cái kịch bản do Trung Nam Hải thông qua Hoa Nam Tình báo cục dựng lên để phá hoại nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như quý vị đã biết, như tuyên bố của Lê Đức Anh sẽ tạo dựng một ban lãnh đạo mới với một ban chấp hành trung ương và các ủy viên Bộ Chính trị là những người thân Trung Quốc. Và thưa quý vị, cái kết quả đó đã cho thấy sau Nghị Thành Đô cho đến nay nó đã và đang diễn ra như thế nào. Tất nhiên theo phán đoán của chúng tôi thì cái thế lực chống lại Trung Quốc ở trong đảng đang nổi lên.
và nó có thể người ta mang cái vụ án tổng cục 2 của Nguyễn Chí Vịnh ra để xử lý, rồi sau đó sẽ xử lý tiếp những cái nhân vật thân Trung Quốc ở trong đảng. Còn cái vấn đề những cái sai phạm của thượng tướng cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại trong thời gian làm lãnh đạo tổng cục trưởng tổng cục 2 tổng cục tình báo quân đội sẽ tiếp tục được xử lý và giải quyết ra sao thì hồi sau chúng ta sẽ rõ, và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các cái thông tin mới nhất tới quý vị để quý vị nắm bắt tình hình. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.